chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình cũng sẽ làm một món là cực kỳ bổ dưỡng và hấp dẫn cho các bạn cùng thưởng thức nha. Đó là món hộp vịt lộn hầm thuốc bắc. Cái gói thuốc bắc này thì mình có thể mua ở ngoài chợ. Tại vì mùa dịch này mình không đi đâu được hết á, cho nên mình chỉ làm những món mà đơn giản nhưng mà bổ dưỡng thôi. Giờ mình sẽ luộc vịt trước nha. Trong khi đợi cho hộp vịt lộn nó chín á, thì giờ mình sẽ ngâm cái gói thuốc bắc. Nó nguội tí nữa mình sẽ dễ đập ra hơn á. Để cho nó ra cái nước thuốc bắc á. Sau đó mình sẽ thả hộp vịt vô. Các bạn ơi, bây giờ mấy cái này nó gục hết rồi nè. Giờ mình sẽ thả hộp vịt vô luôn. Mới nãy mình để hộp vịt lộn vô á, mình hầm sau 20 phút nữa để cho hộp vịt lộn nó thấm vô cái mùi thuốc bắc á, rồi mình mới nhắc xuống á. Trời ơi, thơm quá các bạn. Nóng quá. Đây, các bạn thấy không? Nhìn hấp dẫn không? Nếu như ai mà cần tẩm bổ á, thì mình nghĩ món này là ok lắm nha. Phải lên bia, nhưng mà mình ăn món này mình không biết là uống bia nó có bị gì không á, mình không dám uống, sợ mất công mình uống xong rồi mình truyền thấy y luôn á. Mình ăn món này thì mình sẽ uống trà.
dưỡng nha. Ăn nó sực sực á các bạn, nó giống như phai mì vậy á. Ăn chúng miếng gừng á, nó nồng nồng thơm thơm. Cái này là cái con này. Các bạn ơi, nước nó ngọt, ngọt nước gì đâu luôn á. Giờ mình sẽ ăn thêm mực trứng nữa nha. Nhớ về làm thử món này ăn nha. Các bạn cho mình xin ngưng clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích kênh của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. I love you.